Hay da. 1. Bạn chuẩn bị chưa? 3, 2, 1. Ok và hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và chào mừng các bạn đã quay trở lại với ngôi nhà trên cây Treeland. Ok, hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với cái tập tiếp theo ha. Ngày thứ 6 rồi. Còn cái tiền gold này là khi các bạn on game thì các bạn mới nhận được ha. Chứ bình thường các bạn treo máy hay gì đó bạn không được nhận được cái tiền gold nữa đâu. Rồi thì nếu như xem xong video này, bạn nào thấy video này hay đừng quên bỏ lại một like, share video này và nhấn đăng ký kênh để theo dõi video mới của mình mỗi ngày ha. Hôm bữa xui các bạn. Mình lúc mình xây xong cái căn cứ của mình rồi ha, thì tự nhiên mình bấm cái nút hủy á, làm nó hủy hết nguyên cái phần trên luôn. Dã man ghê. Vậy hôm nay phải xây lại rồi. Trong game này còn nhiều cái mới mình mới khám phá ra lắm các bạn. Như là mình có thể trồng cây nè, khá là hay ha. Đâu tiêu rồi. Ok, để mình xây lại cái nhà của mình nè. Mình mua khá là nhiều đồ luôn, như các bạn thấy không. Mấy cái bậc thềm di chuyển đồ khá là nhiều luôn nè. Rồi thêm mấy cái mà nè, cái crow là cái bàn trồng cây ha. Với lại mấy cái cầu thang đồ mình mua rất là nhiều, mình đã xây coi như là hoàn chỉnh rồi. Nhưng mà tự nhiên bấm nhầm cái nút kia nó xóa hết trơn luôn. Buồn, dễ sợ buồn. Ok, thì trong đây mình có thể xây những cái như là tàu bay, là trực thăng các kiểu ha, nếu mình có đủ tiền nha các bạn. Cái đó mình xây ở cái phần transportation nè. Airship thì tốn 2.000 bạc hoặc là 8.000 vàng ha. Helicopter đó, tương đương mức giá của nó. Ok, thì trong video này mình sẽ xây cái căn nhà của mình ha. Với lại đem một số hạt giống những cây khác về trồng cho các bạn xem. Ok, bắt đầu thôi. Ok, thì đây là xong, mình đã xây xong sơ sơ ngôi nhà các bạn ha. Hôm bữa mình xây ngôi nhà theo kiểu khác mà mình đã bấm xóa mất tiêu rồi. Thôi kệ đi. Mà trong game này có một cái rất là vô duyên ha, những cái cây mọc rất là vô duyên luôn nè, các bạn thấy không? Chỉ tự nhiên chỉ ra 1, 2, 3, 4. Mình đã xây những cái chỗ mà trồng cây ở đây nè các bạn. 1, 2, 3 cái chỗ trồng cây ha. Còn những cái cục này là những cái cục harvester các bạn, giúp các bạn tăng gold mỗi giây á. Mình có 4 cục rồi. Một cục blueberry, một cục kiwi, một cái táo với một cái cam. Ờ đúng rồi, 4 cái ha. Rồi những cái nhà này thì mình cứ vào mình mua thôi các bạn. No. Đây nè, vào cái building á. Nếu bạn có tiền mà vào cái building bạn mua ha. Có rất nhiều loại nhà cho các bạn lựa luôn. 400 bạc, 700 bạc, 1.000 bạc cũng có ha. Nó sẽ ra những cái tòa nhà như thế này, rất là giống những cái lâu đài luôn. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ đi xuống. À, thêm một cái này rất là thú vị nữa các bạn. Nó mất tiêu rồi, kiếm được lên rồi. Đây. Đó, cái cây chắn ngang vô duyên không? Qua đây. Thì các bạn biết cái cách nhanh nhất để chúng ta tới trung tâm thị trấn là gì không? Chạy xe hả? Không phải chạy xe đâu. Mình có cái này vui lắm nè. Đấy, đi lên. Ten 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 ten. Đây, một cái súng thần công. Và đây là cái cách nhanh nhất để chúng ta tới giữa thị trấn các bạn. Chui vô trong đó là chừng mấy giây sau nó bắn bạn tới chính giữa luôn á. Rồi. Có một cái là khi các bạn lên những cái chỗ như thế này là nó có hiện cái hình cái ghế á, bấm vô cái ghế ha. Thì các bạn sẽ bấm vô cái chỗ này, outdoor nè. Cái này mục đích là đèn đốm đốm ha, phát sáng nha các bạn. Bấm qua cái ghế nè. Đó, có những cái chỗ trắng trắng này các bạn để lên được những cái đèn ha.
Ok, để cho nó sáng, buổi tối cho nó phát sáng ha. Rồi mình sẽ đi tới thị trấn cho bạn xem. Hay da. Một. Bạn chuẩn bị chưa? 3, 2, 1. Let's go. Gắt quá, tới nơi liền. Dữ thiệt chứ. Nè các bạn tranh thủ chơi game này thì mình vào những cái cây thông gần cái chỗ này để mình nhặt đồ ha. Có khi ra cái trái rất là xịn luôn. Đây nè, mới nói. Cái trái dưa hấu này là cái trái mà hiện tại là có giá cao nhất ở trong game nha các bạn. 40 bạc một trái đó, rất là nhiều luôn. Thì những cái trái cây này các bạn có thể đem về các bạn trồng nè. Ok, sẵn tiền thì mình đem cái trái này về mình trồng luôn. Vô tư ti. Đâu nhà mình đâu rồi? Khoan để mình kiếm nhà mình đó. À bên kia. Mình có mua cái guilder nữa các bạn. Như các bạn cũng đã biết rồi ha. Cái guilder này có giá là 150 Robux ha. Bay rất là sướng luôn. Nhưng mà mình không thể chở nhiều trái được nếu mà những cái chỗ đó không có cái thùng á. Cái thùng mình đã cho các bạn xem cái thùng ở những mỗi nơi những cái trái cây nó sẽ có cái thùng để bạn gom lại combine nó lại thành một cái to to đó ha. Thì nếu bạn không có cái đó thì bạn chỉ đi gom những cái dồi đất cái nhà mình đâu rồi thì bạn chỉ đi gom những cái trái nào mà nó mắc tiền hay là cái gì đó bạn mới gom về thôi, chứ nếu mà những cái vườn cây thì bạn không thể gom được tại vì nó đâu có combine đâu, bạn cầm một lần được có một quả thôi. Nếu là trái dưa hấu như thế này nè, bạn cầm một trái dưa hấu là được 40 bạc rồi, khá là nhiều luôn. Đây bạn cầm cái trái cây của bạn, bạn tới ô đất của mình ha, nó sẽ chỉ nào quăng vô tên 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 đấy, nó tự trồng rồi nè, nó từ từ nó chìm xuống ha. Thì các bạn theo thời gian các bạn có thể để nó ghi nè, bạn đã trồng cái trái dưa hấu và hãy chọn nó để bạn có thể xem được cái tình trạng sức khỏe của nó ha. Bấm vô chọn cái view land stat nè, thì nó ghi là trái dưa hấu tỷ lệ sống là 30%, thời gian sống là 3 ngày, hoặc là view row status ha, là cái thời gian để các bạn có thể phát triển cái cây này lên và các bạn thu hoạch được trái dưa hấu ha. Nếu là mình đó thì mình khuyên các bạn nên kiếm những cái trái dưa hấu để mình đem về trồng các bạn. Tại biết sao không? Tại trái dưa hấu á, như mình nói một trái tới 40 tiền nữa. Nó rất là nhiều. Còn mấy cái trái kia nó có 50 tiền thôi. Thu hoạch trái dưa hấu sẽ rất là nhiều tiền ha. Thôi, đây còn hai ô nữa ha. Mình nghĩ mình sẽ lại chỗ kia xem coi có cái trái dưa hấu nữa hay không mình đem mình trồng tiếp. Buổi tối trong game này thì không đẹp lắm tại vì do mọi thứ đều tối hù à. Nhảy xuống. Đấy, cất vô. Cây thông Noel nè. Hồi trái táo. Không có nhiều tiền đâu. Ồ, trái táo đỏ nữa. Táo đỏ là 2 bạc nha các bạn, còn táo xanh là 8 bạc. Ồ, à bên đây. Holy hell. Một cây thông Noel nữa bên đây. Rồi thanh niên này có cái gì á? Khinh khí cầu luôn kìa. Cái khinh khí cầu thì không không mắc lắm ha, nhưng mà mình chưa có đủ tiền mua, mình mua mấy cái nhà rồi hết trơn tiền rồi. Banana là 50 trái nè, thì mình bị thiếu 48 trái nữa. Các bạn nhớ thường xuyên làm nhiệm vụ để mình thu hoạch những cái harvester này ha. Blackberry là 30. Redstone 25, Redstone đỏ. Wow. Ok, thì sáng tiền trời tối mình sẽ đi gom cái Redstone đỏ ha bạn ha. Đấy, đấy, tìm được rồi đó. Chúng ta sẽ bay đi. Thôi, không bay đâu. Lấy xe mới được. Từ từ. Tại vì nếu chúng ta bay thì chúng ta sẽ không có thu hoạch được nhiều. Redstone là pha lê đó các bạn. Rồi, chúng ta đi theo cái xe này ha. Đặc biệt, ơi. Đặc biệt những cái em kia nói là Redstone đỏ hay gì đó nó chỉ xuất hiện vào buổi tối như thế này thôi. Buổi sáng chúng ta không gom được Redstone ha. Rồi đi theo đường này nè, có chỉ dẫn nè. Các bạn cứ bấm play vào những cái đồ đó, nếu nó có trên bản đồ nó sẽ chỉ dẫn mình ha. Ok, chúng ta tới nè các bạn ơi. Đi xuống đây đã. Thì các bạn sẽ gặp thanh niên này ha. Thanh niên này sẽ bán một cây đuốc cho bạn. Bạn nên mua cái đuốc ha, là nếu bạn có xe cùi cùi như mình á thì bạn không có ánh sáng xe đâu. Ánh sáng xe nó không đủ để thắp sáng cái đường đi vô cái đó ha. Mà mỗi cái đuốc này có 4 bạc thôi. 5 bạc. Trời lên giá rồi, cha này. Không sao, mua nhiều nhiều đi ha. Tại vì những cái thanh đuốc này nó sẽ có thời gian ha, nó sẽ giảm dần giống như các bạn đốt cái đuốc nó sẽ có cái thời gian nó cháy thôi. 4 cây đi hoặc 5 cây đi, 25 cái pha lê màu đỏ luôn mà. Ok, lên xe nào, xuống nhanh 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 quê, ngồi lên đi. Ơi ơi, xe tôi, xe tôi. No, 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 no.
Holy shit, tự nhiên nó chạy ra vậy. Trời 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 trời. Holy hell. Chỗ tôi xe có ma chứ. What the. Ok, vào lại nào. Khi bạn chạy tới cửa hang, mình hãy thắp cái đuốc lên ha. Cái đuốc là số 2, 3, 4, 5, 6, thì mình mua tới 5 cây lần. Thắp lên nào, cháy lên nào, lửa thiên cao nguyên. Ok. Ui, nhanh vậy, ui shit. Cái gì vậy? Đường trơn trượt vậy, vệ sinh công nhân vệ sinh đâu, không quét dọn vậy. Đây đây. Bây giờ mình vô mình thu hoạch những cái pha lê đỏ ha. Mình chỉ thu hoạch được những cái pha lê nhỏ thôi các bạn. Ui ui, rớt rồi từ từ, từ từ. Nó chỉ đâu mình đi đó đi. Ồ, thu hoạch được không? Đây 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 đây. Mình chỉ pick up được những cái nhỏ thôi bạn. Những cái bự mình không pick up được nè các bạn thấy không? Trời, nó cháy nhanh quá vậy. Oh no. Tranh thủ nào. Đây đây đây. Ô, đuốc sắp cháy hết rồi các bạn ơi. Chúng mình đổ qua cây mới nè. Để nó tắt, mình đổ qua cây mới ha. Tắt là tối hù luôn. Đấy. Không tối lắm nhưng mà nó tắt tối hù là mình không có biết đường mình chạy ra. Đụng này đụng kia các kiểu đồ. Mà biết nó cho mình chạy ra không chạy. Oh no, cái xe của tôi. Oh shit. Không được rồi. Tự nhiên vô góc lắc hay trời. Chán thiệt. Trời ơi. Không được luôn rồi. Mà mình sẽ reset nhân vật lại. Cuộc đi tìm kiếm pha lê chúng ta thất bại rồi. Chán gì đâu á. Đó, hiện tại mình đang có 182 gold nè. Các bạn nhớ thường xuyên làm nhiệm vụ để thu hoạch những cái harvester ha. Trời sắp sáng rồi. Mình thử đi ra xuống thị trấn coi. Những cái thông Noel nó có ra cái trái dưa hấu nữa không, mình lượm lên ha. Còn không thì mình sẽ đợi trời sáng mình đi lượm trái chuối. Đó. Rồi, đây 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 đây. Ô dưa hấu ơi, dưa hấu ơi. Bay về, bay về. Dưa hấu này làm mình nhớ tới câu chuyện Mai Ăn Tim các bạn. Các bạn biết câu chuyện Mai Ăn Tim không? Một câu chuyện dân gian của nước Việt Nam mình á. Ơ đâu rồi, cái chỗ mà muốn bán nó. Đây đây đây. Còn trái nữa ha. Thì tương truyền rằng á, Mai Ăn Tim bị thầy rau ăn đảo các bạn. Bị thầy rau ăn đảo xong cái trong một lần Mai Ăn Tim đi vào rừng á. Sau đó Mai Ăn Tim nhìn thấy trên trời có một cái con chim này nó bay ngang qua. Và nó đánh rơi một cái gì đó, một cái pẹt. Thì cái vật mà con chim đánh rơi cái pẹt đó xuống á, nó đánh rơi trước mặt Mai Ăn Tim luôn. Mai Ăn Tim thấy ô cái gì mà nó cứng cứng nhỏ nhỏ vậy, cái này đâu phải là phân đúng không, cứng cứng nhỏ nhỏ đâu phải là phân. Thì trong cái vật đó rất là giống hạt giống, nó nhỏ nhỏ mà đen đen cứng cứng ha. Thì sau một thời gian chăm sóc thì cái cây đó phát triển ra trái, cái trái nó rất là xanh. Khi bổ vào bên trong thì thấy cái nhân màu đỏ rất là ngọt ha. Mà không hiểu, mình không hiểu tại sao đặt tên là dưa hấu nữa. Và kệ đi, cái là câu chuyện truyền thuyết ha, câu chuyện dân gian ha. Rồi không có trái gì luôn. Ở đây còn hộp quà nè. Không có gì hết. Trời cũng sắp sáng nè. Mình đi lên núi hái chuối nha các bạn ha. Hay da. Đó, đây là cây chuối của mình. À không, đây là cây chuối ở trên núi. Mình chỉ đi lượm chuối thôi. Nhảy lên nè. Hay chắc. Lượm được chưa? Hay chắc. Oh shit, cây này cao quá. Trời ơi, không có cây chuối nào thấp hết vậy. Leo lên được không? Ok, leo lên được rồi. Pick up. Pick up, pick up, pick up. What the hell? Mình đã leo lên rồi mà không cho mình lượm chuối à? Ok. Đây nè các bạn. Trời ơi, này chuối tay gì mà bự quá vậy. Ok, bay lên. Về, trong chuối nào. Ok, các bạn có thấy ở góc bên phải này không? Góc bên phải các bạn thấy có những cái cầu thang đúng không? Chúng ta sẽ đi xe từ dưới chúng ta đi lên nè.
thì nếu xe các bạn xịn á, tức là tốc độ nhanh rồi các bạn mới leo dốc được nha. Ở trên đó, hồi để mình bay lên cho các bạn xem luôn. Ở trên đó là những cây mận các bạn, plum ha. Đấy, các bạn thấy không, ở đây là cây lâm nè, plum. Plum, plum mình không nhớ là phải trái mận không ta. Không biết là nói chung nó là một cái trái gì đó trên đây nè các bạn. Đường đi lên rất là khó khăn luôn, các bạn nhìn xem nè. Đấy, phải leo lên những dãy núi thì các kiểu mà leo bộ nha. Nó đâu có cho mình leo bằng cách kia đâu. Đây, leo cầu thang lên đàng hoàng nha, không chạy xe lên được nha. Chạy xe lên phải để ngoài kia đó. Phải đi bộ lên đây. Còn nếu các bạn có khinh khí cầu thì các bạn cứ bay lên đây thôi. Hay là mình có dù lượng mình cứ bay lên đây rất là nhanh ha. Thì nói chung cái trái này hình như chỉ là nhiệm vụ để lấy cái harvester thôi các bạn. Tại trên đây nó không có cái đồ để cầm bay, các bạn thấy không? Nó không hề có một cái thùng để chúng ta cầm bay lấy thôi, chứ thực sự cái bán không có nhiều tiền đâu. Bán rất là rẻ ha. Ôi chết chết chết, tôi chết tôi. Chúng ta đi về, chúng ta hái chuối nào. Nếu quên đi về chúng ta trồng chuối nè. Ok, về tới nơi rồi, về tới nhà rồi. Ok, xong thì các bạn vừa thấy đây là cái vườn cây của mình, gồm có 3 loại trái cây. À nhầm, có 2 loại trái cây thôi. Hai trái dưa hấu tròn vo hai bên và một trái chuối dài nằm ở giữa ha. Wow, cái khu vườn rất là trừu tượng luôn. Ok, thì có lẽ video nó cũng hơi chán ha, tại vì do mình không đi lấy được cái redstone đỏ do cái xe chết tiệt nó bị lắc các bạn. Rồi thì mình sẽ dừng video tại đây ha. Và hẹn gặp các bạn trong video tiếp theo. Xin chào.